Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đồng Tiền Thông Minh. Thưa quý vị, bảo hiểm nhân thọ ngày nay cũng không còn quá xa lạ với nhiều người Việt. Nhưng với phần còn lại của công chúng thì những người làm bảo hiểm không phải lúc nào cũng có được sự nhìn nhận và cảm thông. Chuyện đời, chuyện nghề của người làm bảo hiểm kể sao cho hết. Và cũng có mặt trong cuộc trò chuyện hôm nay của chúng tôi là những người đã quyết gắn trọn đời mình với nghề bảo hiểm. Xin được giới thiệu anh Phan Văn Nho, Giám đốc Tổng đại lý Prudential Bảo Lộc và Thành phố Hồ Chí Minh, và chị Lương Thị Thu Hằng là Giám đốc Tổng đại lý Prudential Hà Nội. Và trước tiên, chúng tôi mời quý vị cùng đến với vài nét phác thảo về bức tranh của ngành bảo hiểm Việt Nam và những con người đang lặng thầm vẽ nên bức tranh ấy. Nếu như ngành bảo hiểm đã là một ngành rất phát triển trên thế giới, thì tại Việt Nam, bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng vẫn còn là thị trường đầy tiềm năng, với tăng trưởng hàng năm đều trên mức 20%. Theo đánh giá của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm ngày nay đều tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Mạng lưới hoạt động, kênh phân phối cũng được mở rộng và chuyên nghiệp hóa, chất lượng dịch vụ khách hàng được nâng cao. Đóng góp vào sự phát triển đó, không thể không nói đến những tên tuổi đầu đàn của ngành bảo hiểm nhân thọ như Prudential. Là một nước có tỷ lệ tai nạn giao thông lớn, tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao, cũng như dễ gặp phải nhiều rủi ro khác. Thế nhưng cho đến nay, chỉ mới 8% dân số Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ. Điều này cho thấy, dù bảo hiểm nhân thọ mang đến cơ hội phòng ngừa rủi ro nhất định, nhưng nhiều người vẫn chưa có nhận thức đúng và đủ về giải pháp tài chính này. Dù đã chi trả cho hàng vạn khách hàng mua bảo hiểm hàng ngàn tỷ đồng, nhưng ngành bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam đôi khi vẫn đối mặt với sự hiểu nhầm từ công chúng. Đã từng có hẳn cuốn sách Nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, với những hiện thực hấp dẫn và cũng không ít chông gai mà những người làm nghề từng nếm trải. Và những trải nghiệm ấy đang phần nào giúp cho cộng đồng có những đánh giá chân thực hơn về nghề này. Xin chào chị Hằng và xin chào anh Nho đã đến với chương trình Đồng Tiền Thông Minh ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, Thúy Hằng xin được phép hỏi chị Hằng. Chị là một trong những người gắn bó lâu năm với nghề bảo hiểm. Như vậy thì chị đã bắt đầu những ngày đầu tiên của mình với nghề bảo hiểm như thế nào thế chị? Dạ, xin chào Tuyết Anh. Mình vào bảo hiểm giống như một cái duyên. Từ bắt đầu làm thì lúc đó mình đang là quản lý một cái cửa hàng kinh doanh về mỹ phẩm và có một cái phòng beauty salon dành cho chị em phụ nữ. Nhưng mà khi bắt đầu vào thì nhìn thấy có một cái chị đã là bạn của mình nhưng chị lại rất là thành công với một doanh nghiệp của chị. Chị bỏ các cái doanh nghiệp của mình để vào Prudential. Và mình thấy đấy là một cái gì đó tò mò và mình mong muốn để tìm hiểu. Và sau khi tìm hiểu Prudential và được công ty đào tạo 9 ngày tại tập đoàn Prudential tại 44B Lý Thường Kiệt thì lúc đó mình cảm thấy đây là một môi trường rất là tuyệt vời và rất là chuyên nghiệp. Và sau đó mình chuyển sang công ty Prudential từ ngày đó. Nhưng lúc đó thì mới vẫn còn làm cả hai việc và người dân Việt Nam chưa biết nhiều về bảo hiểm nhân thọ. Thế nên là mình cần phải có một thời gian để mà tìm hiểu kỹ hơn và cuối cùng là mình đã quyết định 100% vào làm việc với Prudential sau một năm cộng tác với Prudential cho đến ngày hôm nay. Dạ vâng, như vậy cũng đã là mười mấy năm rồi hả chị hà? Còn anh Nho, tôi được biết là anh cũng là một trong những người dồn rất nhiều tâm huyết của mình vào nghề bảo hiểm ngay từ khi bảo hiểm còn là khái niệm rất mới mẻ và lạ lẫm ở Việt Nam. Vậy thì anh và các cộng sự hẳn là đã phải rất vất vả trong những năm tháng sơ khai của thị trường bảo hiểm, phải không thưa anh? Thật ra thì ngày hôm nay đặt câu hỏi như vậy thì nhớ lại cách đây mười mấy năm thì nó rất đúng như vậy. Thì để mà diễn tả được cái trạng thái, cái suy nghĩ của người dân Việt Nam lúc đó về bảo hiểm như thế nào thì anh lấy cái bản thân của mình. Tại vì trước năm 1999 đó, thì anh là cán bộ nhà nước, làm bên ngành khoa học kỹ thuật. Và có một cái định kiến, hay nói khác đi là một cái suy nghĩ ngược, hiểu sai hoàn toàn về bảo hiểm. Lúc đó cũng chẳng cần phân biệt là bảo hiểm phi nhân thọ hay nhân thọ gì hết. Nhưng mà mình nói là có định kiến. Nhưng mà như là ông bà nói rằng ghét của nào chơi cha của đó. Thật ra cuối năm 1999 là đi uống cà phê với một người bạn. Thì người bạn này nói thôi cho gặp người chị chút xíu. Thì anh đồng ý ngay. Thì đây là cái cơ duyên là khi gặp người chị á, thì chị này của anh bạn này là làm nhân viên của Prudential ở cái tòa nhà 37 Tôn Đức Thắng, tức là 33 tầng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong lúc anh bạn lên trên gặp người chị thì anh ở cái chỗ phục vụ khách hàng. Thì cái điều đầu tiên anh tò mò là cái logo của Prudential. Mà lúc đó mình chưa biết là cái gì, chỉ thấy hình cô gái, nhưng mà sau được giải thích là nữ thần thần trọng, biểu tượng của Prudential. Và khi mà được các bạn giải thích logo này có ý nghĩa là gì? Bàn tay nắm cái gương soi, tức là luôn luôn thận trọng, luôn luôn soi xét mình rất thận trọng. Thì như vậy là khi mà nghe giải thích như vậy á, tự nhiên thấy có một cái luồng khí nóng chảy trong người anh, nó có một cái sự đồng cảm. Anh nói như vậy thì có thể là mình chưa hình dung hết, nhưng mà bởi vì sao? Là vì á, là anh có một cái nghề thêm nữa, tức là chuyên viên về môn Aikido, tức là môn võ hiệp khí đạo, tức là võ mà nó luyện con người mình chiến thắng mình hơn chiến thắng người khác. Thành ra nó có một cái đồng cảm và từ đó tìm hiểu tiếp và quyết định tìm hiểu về cái bảo hiểm. Và khi được giải thích về bảo hiểm rồi mới thấy nó không phải như mình nghĩ trước đây.
Thật ra như vậy đúng là tư vấn viên của Prudential giai đoạn đó khá vất vả. Vất vả là gì? Là để giải thích bảo hiểm là gì. Yeah. Giải thích cái Prudential là một cái đơn vị như thế nào. Dạ, quả thật là thay đổi quan niệm của công chúng về bảo hiểm là một chuyện rất khó. Nhưng mà anh không hề nản chí. Không, đúng, chính xác. Giai đoạn nó rất thú vị. Dạ. Vậy còn chị Hằng thì sao ạ? Có bao giờ chị cảm thấy nản chí khi mà đối mặt với những cái khó khăn của thị trường bảo hiểm trong cái thời buổi bình minh hay không? Thực ra thì trong cuộc sống cũng giống như trong công việc, cái thách thức là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi tôi đã lựa chọn Prudential, và lúc đó bởi vì trước kia là tôi học luật nên cũng tìm hiểu rất là kỹ và mình đã có quyết định, thì mình không phải lựa chọn là một công việc nữa mà đó là một sự nghiệp. Và đến ngày hôm nay thì đó là một sứ mệnh. Đó, nên khi đã xác định đó là một sự nghiệp rồi thì mình vượt qua rất nhiều những thách thức. Đó, và mình không những là vượt qua nhiều thách thức, mình còn cùng với đồng nghiệp của mình để giúp cho họ vượt qua những thách thức đó và dẫn tới thành công. Xin được quay lại với anh Nhờ. Nãy giờ chúng ta cũng nói nhắc đến nhiều đến cái tên Prudential, thì phải nói là ngày nay đa phần người dân Việt Nam ai cũng biết đến cái tên Prudential hết. Và với cái phương châm là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, chúng ta đã nghe rất nhiều. Và phải nói đây là một cái thành công bước đầu không chỉ của một thương hiệu mà còn của tất cả những ai, những ai là thành viên của công ty và tham gia nỗ lực hết mình để đạt được một cái thành công đó. Vậy thì đối với những thành công đó trong suốt mười mấy năm qua gắn bó với nghề, gắn bó với Prudential, anh có chia sẻ những gì? Thực ra thì một cái trải nghiệm 17 năm đối với ngành bảo nhân thọ thì cũng chưa phải là quá nhiều đâu, đặc biệt trong ngành bảo nhân thọ. Nhưng anh có thể nói một điều đặc biệt với Prudential là khi những ngày đầu mà hình thành và phát triển như vậy đó, thì với một cái thương hiệu Prudential và đặc biệt là cái đầu tư, cái quan tâm cái lực lượng tư vấn viên, thì như vậy là cái lực lượng tư vấn viên giai đoạn đó phải nói cực kỳ rất tốt. Từ cái đội ngũ ban lãnh đạo cho đến nhân viên và tư vấn viên phải nói có trình độ và tâm huyết để mà phát triển cho cái thị trường bảo hiểm. Thì như vậy đây là một cái quá trình mà anh cảm nhận rất thú vị. Và anh có thể kể một cái câu chuyện nó rất vui như vậy trong giai đoạn đó. Bởi vì khi khách hàng họ không hiểu bảo hiểm gì hết. Thật ra đôi lúc là như vậy nè, chưa từng ai mà anh phải dành một thời gian 4 tiếng đồng hồ để giải thích nội cái điều khoản hợp đồng thôi. Tức là gặp một khách hàng, tức là họ thắc mắc từng câu từng chữ trong điều khoản hợp đồng và mình phải ngồi đúng 4 tiếng để giải thích vậy chứ. Nhưng mà mình rất thú vị, bởi vì một khi mà khách hàng họ mà thắc mắc như vậy đó, tìm hiểu kỹ như vậy, mình rất yên tâm là với cái hợp đồng của họ rất lâu dài và họ tham gia đúng theo những cái hiểu biết của họ. Dạ, để có một cái vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam như vậy thì chắc chắn là có phần đóng góp không nhỏ của những công thần như các anh chị. Và thành công của cá nhân nào thì cũng gắn liền với sự cộng tác của cả một đội ngũ cộng sự cấp dưới cũng như là những người làm nghề cùng ủng hộ mình. Vậy thì xin được hỏi chị Hằng, chị đã làm gì để thu phục và có thể gây dựng phát triển được một cái hệ thống đại lý Prudential như chúng ta đã thấy ngày nay? Thực ra thì khi mà mình đi làm thì tôi thích một câu nói, đó là người thành công là người giúp đỡ nhiều người khác thành công. Chính vì vậy khi bắt đầu xác định công việc rồi thì mình đã phấn đấu để trở thành quản lý. Và khi trở thành quản lý với Prudential thì có là trở thành trưởng nhóm và trưởng ban kinh doanh. Thì lúc đấy mình xây dựng hệ thống. Khi xây dựng hệ thống thì ngoài cái việc mình nỗ lực hỗ trợ cho họ để giúp cho họ thành công thì có một cái đó là nỗ lực kiên trì để hướng dẫn cho họ và chắc chắn để giúp cho họ thực sự thành công trong công việc của mình. Nhưng khi mà hỗ trợ cho họ thành công thì lại giúp họ chuyển giao để họ có thể giúp đỡ được nhiều người thành công. Bởi vì sứ mệnh của mình là giúp cho nhiều người dân Việt Nam có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Nhưng một mình thì nó sẽ làm việc có giới hạn. Nhưng mình xây dựng một hệ thống mà họ lại giúp được nhiều người. Vậy thì có hàng nhiều triệu khách hàng sẽ được bảo hiểm. Quả thật là để thành công trong cái nghề kinh doanh bảo hiểm không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là khi mà ở một nền kinh tế thị trường vẫn còn hết sức là mới mẻ như là Việt Nam. Như vậy thì đối với anh Nho, anh có nghĩ là mình thực sự khá là may mắn khi mà được đồng hành với một thương hiệu lớn trên thế giới ngay từ khi buổi ban đầu bước vào với cái nghề bảo hiểm? Và anh có nghĩ rằng cái thương hiệu Prudential này, thương hiệu lớn này có phải là một trong những yếu tố dẫn đến thành công cho anh như hôm nay không? Cái điều mà một thương hiệu lớn đó là một cái lợi thế. Tức là với một cái tập đoàn, một cái công ty đã có tên tuổi trên thế giới và vào Việt Nam thì đó chính là một cái lợi thế. Và có thể nói rằng cũng là một yếu tố may mắn như nãy anh chia sẻ ban đầu, là cái cơ duyên đưa anh đến với Prudential. Và có thể là nó có một cái sự đồng cảm mạnh mẽ hơn đối với, có thể đối với những anh chị em tư vấn viên khác. Tức là cái đồng cảm với cái slogan và cái biểu tượng của Prudential, nó làm cho anh cảm nhận được cái triết lý của Prudential rất sâu sắc. Và như vậy á, thì với một cái sự gắn kết như vậy, nó làm cho mình yêu thích phát triển hơn. Và như vậy với một cái sự đứng trên một cái anh khổng lồ như vậy, được học hỏi rất nhiều điều. Và anh cũng luôn tâm sự và chia sẻ cho tất cả lực lượng đồng đội của mình là phấn đấu, học tập để mà làm cái điều tốt và triển khai mỗi ngày phát triển. Tại vì trong cái công việc này đó, là ngoài vấn đề là chúng ta
làm cho những người dân được an toàn tài chính, được bảo hiểm, nhưng mà chính bản thân cũng có được những cái khoản thu nhập để trang trải lo cho cuộc sống của họ, và cái quan trọng nhất là được hoàn thiện mình. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức đầy cảm hứng của Hàn chị. Chúng ta sẽ quay trở lại ít phút sẽ giải lao. Thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng tiền thông minh. Mời quý vị giữ kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay trong vòng ít phút nữa.